Sau 4 năm sử dụng iPhone 11 Pro thì hôm nay tôi sẽ review nó. Chia sẻ một tí về cái lý do mà tôi hay dùng dòng Pro thay vì dòng thường hay là Pro Max. Từ iPhone X đi thì Apple đã chia iPhone ra làm 3 loại với 2 kích thước hay là 3 kích thước đi, màn hình khác nhau. Chính vì thế mà người dùng có đa dạng sự lựa chọn hơn trước. Dòng iPhone X với XS thì nó chưa có quá nhiều cái sự khác biệt tại vì màn hình tương tự nhau. XS thì nó có chip khỏe hơn thôi. Tuy nhiên là từ iPhone 11 trở đi thì Apple đã phân hẳn ra dòng Pro là sự trung hòa giữa máy thường và Pro Max. Dòng Pro thì sẽ mang tất cả mọi thứ của dòng Pro Max nhưng mà lại có màn hình nhỏ gọn tương đương dòng thường, đúng với tính chất ở giữa. Nó cái sự cân bằng hoàn hảo cho những người dùng mà không thích kích thước lớn của Pro Max nhưng mà lại vẫn muốn dùng những công nghệ mới nhất, hiệu năng mạnh mẽ nhất. Và lý do nữa thì là cho ai người tay bé. Ngoại hình trước đi, máy tôi dùng cũng lâu nên nó cũ phết rồi, nó xước phải gọi là bé bét. Nhất là cái phần màn hình do không dán nên là đặc biệt nhìn thấy rõ luôn. Lúc mua thì cũng không biết là qua bao nhiêu hen rồi, nhưng mà nó có vẻ là quả màn này đã được tráng gương lại rồi chứ không phải là màn zin nữa. Nhìn kỹ cái phần viền màn hình thì có khá nhiều vết như kiểu là bẩn hay là keo gì đấy mà tôi cũng không thể lau được. Cố cậy chắc là nhất cả màn lên mất. Cạnh viền thép không gì chắc cũng là một điểm mà tôi rất là không thích, kể cả ở iPhone 11 Pro hay là các dòng Pro sau này. Nó vừa bóng nhẫy vừa bám mồ hôi, dấu vân tay và đương nhiên là nó xước ấy. Mặc dù là tôi cũng sử dụng các biện pháp an toàn như là đeo bao đeo ốp rồi nhưng mà nó không ăn thua, nó vẫn xước bé bét. Chắc là do tháo vào nhiều. Cái này thì hình như là đi đánh lại cho nó bóng loáng là được, nhưng mà ai đi đánh bóng cái này bao giờ, nên là nó là một cái nhược điểm. Được cái là mặt lưng thì nó làm kính kiểu nhám nhám nên là không bám gì cả mà còn trông khá mới, rất là ưng. Các cụm cam thì nó cũng có dấu vết của thời gian rồi, xước chỗ ngoài viền thôi chứ cũng không ảnh hưởng gì đến chụp choẹt. Cái kiểu thiết kế của iPhone 11 Pro ấy thì đến bây giờ cho nó vẫn sang, nó vẫn đẹp. Dù sao thì nó cũng từng là một con máy cao cấp nhất năm 2019. Cái phần viền bo tròn nó cho cái cảm giác cầm nắm thoải mái hơn nhiều so với iPhone 12 Pro trở đi. Đánh giá là 9 điểm vào tay. Về màn hình thì cũng được làm cong nhẹ này, 2.5D cho nó cảm giác tràn viền các thứ. Thực ra đấy là mấy ông Apple bảo thế thôi chứ còn tôi thấy nó cũng hơi dày. Chắc là do nhìn quen viền của mấy con phẳng phẳng rồi ấy. Quả viền cong cong thì nó còn dẫn đến một cái rất cay là dán màn hình nó dễ bị nổ ấy. Mua mấy miếng dán tự động hay là tự động dán thì nó vẫn nổ lòi mắt, rất là bực. Đúng chân thì ok nhưng mà nó lại xước. Tóm lại là ngoại hình của iPhone 11 Pro thì nó vẫn làm cho tôi khá là chim ưng. Nó mềm mại nhưng nó không mềm nhũn. Và là một con máy cao cấp thì đương nhiên là iPhone 11 Pro nó có chất lượng màn hình cực kỳ đẹp. Super Retina HDR OLED các thứ. Độ sáng màn hình cũng lên tới 1200 nits này. Tha hồ dùng trong nhà hay là ngoài xã hội đều ok. Để mà nói là tôi cảm thấy thế nào thì tôi thấy là cũng không nét lắm. Một là màn của tôi bị xước do không phải màn zin này, hai là bị xước, hoặc là ba là có mới nơi cũ. Thì mình nhìn iPhone 14 Pro sướng quen rồi, về giờ dùng cái này khổ không chịu được. Trước thì dùng mà không có cái khác để so sánh thì cũng thấy nó cũng nét, cũng sướng. Nhưng mà một khi đã dùng 120Hz rồi xong động vào 60Hz trên con màn này thì nó bị chán hẳn luôn ấy. Nhưng mà dùng một thời gian thì lại thấy quen, lại như chưa hề có cục chia ly. Thứ hai là cái công nghệ màn hình xịn sò mà Apple đã mất cả thập kỷ để nhét lên iPhone mới thì đương nhiên là dùng sướng hơn hẳn và không muốn quay về 60Hz giật giật rồi. Lúc mà con 11 Pro này mới ra mắt thì các máy Android khác cũng đã 90Hz rồi, mấy con gaming thì cũng 120Hz rồi, mà mãi đến tận iPhone 13 Pro thì mới có 120Hz. Nhưng mà phải công nhận là với những smartphone cao cấp khác mà không có 90Hz hay là 120Hz thì anh nghĩ lúc thì chả còn Android cao cấp nào mà không có màn hình tần số quét cao ấy. Định bảo chữa Apple thì nhưng mà chịu. Một điều mà tôi không thích lắm ở mấy con màn hình cong kể cả của Samsung hay Apple là cái dán màn hình nó không hoàn hảo được ấy. Mấy con màn hình nó phẳng từ iPhone 12 trở đi thì cường lực sẽ kiểu một tấm phẳng khác ốp vào màn hình. Nếu bạn không quá kẹt xỉ để mua máy cường lực đều thì hầu hết là các loại full màn hình sẽ vừa khít lỗ mít luôn, trông gần như là không có tí hở nào, cực kỳ thích mắt. Còn nhìn quả cường lực mà tôi mới dán cho con iPhone 11 Pro này thì cái viền trong viền ngoài nó còn lòi hẳn lên trông rất là bực ấy. Và đương nhiên là cái phần tai thỏ nó to hơn một tí cũng là một điểm trừ nhẹ nhẹ. Thứ hai nó không ảnh hưởng gì đến trải nghiệm sử dụng đâu, nhưng mà nó trừ một đời oai tại vì nó hơi to, gần như là gấp đôi cái quả đảo tự động luôn. Là một iFan thì hồi đấy tôi cũng lên các hội nhóm để phản bác là to đâu mà to, để nhét được nhiều công nghệ vào nó phải thế chứ, nhưng mà giờ nhìn lại thì đúng là nó to thật. Xin lỗi các hãng Android vì hồi đấy em trẻ trâu. Giờ thì còn có mấy bố mà làm app Fake Dynamic Island cho mấy con iPhone tay thỏ này thì trông nó hề ấy. Thôi thôi hãy để cho quá khứ ngủ yên đi. Công bằng mà nói thì cái trải nghiệm phần nhìn của iPhone 11 Pro nó vẫn rất là sướng, không có điểm gì phải phàn nàn đối với một người dùng cơ bản cả. Máy nó cũng ra mắt được 4 năm đến nay rồi nhưng mà giờ thì vẫn quá là đẹp. Về hiệu năng của chiếc máy này thì thời điểm hiện tại chắc chắn là không còn quá mạnh mẽ nữa, nhưng mà để dùng các tác vụ cơ bản hàng ngày thì vẫn là mượt. Hầu hết các flagship ra mắt năm 2019 như là iPhone 11 Pro này, Pro Max hay là Galaxy Note 10 Plus, Huawei Mate 30 Pro thì tôi thấy là vẫn còn cực kỳ mượt ở năm 2023. Ngày trước, từ cái thời mà Note 8 2017 thì các máy Android vẫn bị mang cái mác là nhanh bị lag, và nó đúng thế thật.
Còn Note 8 của ông editor tôi đang dùng giờ giật kinh phong luôn. Trong khi con SE 1 của tôi vẫn đang chạy vù vù, hay là iPhone X cũng ra mắt 2017 thì nó vẫn là một lựa chọn ngon lành về hiệu năng nếu mà không có lỗi màn. Nhưng mà những năm trở lại đây thì các flagship của các Android đã tối ưu cực kỳ tốt về cả hiệu năng cũng như hệ điều hành. Còn Note 9 cũ của tôi cũng vẫn đang mượt, không có gì khác mới mua, kiểu như nó không còn cái sự xuống cấp theo thời gian quá nhanh như thời điểm trước nữa. Cho nên là một chiếc máy mới ra mắt năm 2019, đặc biệt là còn đến từ Apple như là iPhone 1 Pro, chắc chắn vẫn mang lại trải nghiệm hiệu năng cực kỳ tuyệt vời. Nếu mà chưa được sử dụng những thiết bị cao cấp hơn mà vẫn đang dùng mấy máy đời cũ khác ấy, thì việc mua iPhone 11 Pro vào năm 2023 vẫn được coi là một sự nâng cấp về mặt trải nghiệm. Kể cả bạn có đang dùng iPhone X thì nó vẫn là một sự nâng cấp đáng kể. Về hiệu năng nhá, cho phần nhìn thì nó cũng không nâng cấp lắm đâu. Thôi chơi tí game cho trực quan đi. Đương nhiên là mấy game mới và nặng như là Genshin Impact hay là Alpha thì load game hơi lâu. Nhiều lúc load lâu nữa là ăn bát cơm tắm rửa xong nó vẫn chưa load xong. Chơi game thì cũng nên chỉnh setting vừa phải thôi, tại vì A13 Bionic thì cũng nó cũ rồi, nuốt không nổi mắc setting đâu. Nó giật như là cầm túi đi loang quang trong Sài Gòn luôn, giật mất cả hình. Liên quân các thứ thì định bảo là không tính tiền, nhưng mà cũng tính tiền phết đấy, tại vì mắc setting cũng không giòn đâu. Mặc dù là vẫn chơi được một lúc, nhưng mà với phiên bản iOS 16.5 tôi đang dùng ở đây thì nó sẽ nóng máy rất nhanh. Mà nóng máy thì cháy buji, hiệu năng giảm. Thế là máy gì cũng thế, nhưng phải mỗi điện thoại. Khả năng là muốn chơi mượt thì phải cắm con sò vào cho nó tản nhiệt, chứ còn cầm cái cục máy lên chơi thì không khác gì cục than. Thế là tôi cũng chả chơi game trên điện thoại bao giờ đâu, chỉ có lúc nào cần chia sẻ lên video chơi test tí thôi. Chứ còn việc các game nặng đang khiến cho iPhone 11 Pro bị đuối là điều mà tôi cũng không bất ngờ. Thôi chứ tôi mua về thì cũng chỉ dùng cơ bản, tôi cũng không phải chơi game. Lớn rồi làm kiếm tiền đi. Một cái điểm nổi bật của dòng Pro khiến các chị em thích là cụm camera 3 này. 3cam biết ngay là máy xịn, và người ta chỉ ôi 3cam này chứ chả ai ôi 2cam. Chụp cảnh trong gương có 3cam này vẫn là auto dầu. Ngoài ra chất lượng quay chụp trên iPhone 11 Pro với điều kiện ánh sáng đầy đủ thì tôi thấy là không khác gì trên iPhone mới nhất bây giờ cả. Trong video review iPhone 14 và 14 Plus thì cũng có nhiều cảnh quay bằng iPhone 11 Pro để so sánh, thì chất lượng video hay là ảnh chụp cũng không khác nhau quá nhiều trong điều kiện đầy đủ ánh sáng. Đây, so sánh hai cái ảnh chụp trông chẳng khác gì nhau. Còn đương nhiên là trong điều kiện thiếu sáng thì 11 Pro chụp ở mức ok thôi, nó không quá ấn tượng như trên các đời mới hơn được. Thứ ấy cũng không thể đòi hỏi quá nhiều ở một chiếc máy đã ra đời 4 năm trước được. Đối với một người mà hay quay chụp linh tinh để up story như tôi thì iPhone 11 Pro vẫn đáp ứng được 100% nhu cầu, hình ảnh hay video vẫn cứ là nét. iPhone thì cũng là thiết bị mà các vlogger mới nổi hay sử dụng, nên là quay chụp ngon ngon và hỗ trợ ngon cho các app bên thứ ba kiểu Instagram hay Facebook thì cứ iPhone mà dã. Đánh giá camera là ăn gà rán vào 10 giờ đêm vẫn rất ngon. Cuối cùng là pin thì nó còn ngon không? Của tôi tất nhiên là sau 4 năm thì tất nhiên là nó không ngon nữa rồi, chỉ còn 89% thôi. Dùng quay chụp với lướt mạng xã hội nhiều thì nó nửa ngày, chưa sạc phát chiều mới dùng tiếp được. Dùng ít thì vẫn được cả ngày. Tầm này mua cũ thì chắc là vẫn còn mấy con còn 100%, nhưng mà tôi nghi là thay pin rồi. Thôi mua 95-99% là cũng ngon rồi. Dung lượng trên giấy tờ của con pin này là 3046 mAh, sạc nhanh thì 30 phút đến 50%. Bây giờ thì cũng có ai dùng sạc chậm ở đâu, nên là cứ thủ theo cái sạc, thấy hết pin đâu thì ngồi vào cắm tí đã xong. Còn ai vẫn dùng sạc chậm thì tôi xin lỗi. Tóm lại là nhu cầu cơ bản thì vẫn được full một ngày. Về trải nghiệm sử dụng hàng ngày thì sao? Cái thói quen sử dụng của tôi thì cũng giống như đa phần mọi người thôi. Sạc máy qua đêm, sáng dậy đi làm thì rút. Đến công ty thì để máy đấy thôi, cũng không dùng, làm như đi chơi đâu. Đến trưa thì lôi ra đặt Grab. Không, thực ra trưa tôi mới đến, xong rồi mở TikTok ra lướt lên ngắm ngắm lắc lư một tí cho giải trí đầu óc. Đi làm muộn nên là cũng toàn đêm mới về đến nhà, mở YouTube lên nghe nhạc, tắm rửa xong rồi lướt mạng xã hội các thứ thì cũng không chơi game ngủ gì cả. Chơi game trên PC thôi, nên là về nhà thì cũng còn tầm 30-40% pin để lướt nốt trước khi đi ngủ là chuyện bình thường. Ngoài ra thì mấy hôm nào mà đi chơi cà phê cà pháo thì chụp chơi các thứ thì vẫn cứ là thoải mái. Bị mỗi cái là có ngày mà lỡ giờ phải đi ra ngoài cả ngày thì máy sụp pin khá nhanh. Dùng mạng xã hội bằng 3G, 4G thì nó nóng ấy, pin cũng chỉ được tầm vài tiếng thôi là ngắc ngoải rồi. Nhưng mà đấy là cơ nhỡ lắm thì mới có một hôm thôi, nên là cũng không có vấn đề gì. Và đặc biệt cái hay nhất là với cái kích thước này ấy, thì hoàn toàn có thể dùng một tay trong mọi hoàn cảnh. Lướt TikTok xong đi ngủ, lướt Facebook xong đi ẻ, hay là nhắn tin một tay, tay còn lại làm gì đấy thì cũng được. Đây cũng là một lý do siêu to giữ chân tôi lại cái dòng Pro này trong một thời gian dài như vậy. Nó vừa đủ, nó không quá to như Pro Max nhưng mà không quá bé như dòng Mini. Suốt 4 năm qua thì iPhone 11 Pro đã phục vụ mọi mục đích và mọi nhu cầu của tôi một cách hoàn hảo, không vết xước. 10 điểm. Tổng kết lại thì với một chiếc flagship đã 4 năm tuổi thì iPhone 11 Pro vẫn xứng đáng là một lựa chọn cực kỳ vừa túi tiền vào thời điểm 2023. Trên mạng đâu đấy nó chỉ cần là 7-8 triệu thôi. Con này của tôi người ta thua cũ còn có 5 triệu rưỡi, phải nói là siêu rẻ. Nếu mà các bạn đang sở hữu một thiết bị Android đời cũ hoặc là một cái iPhone đời cũ hơn 11 thì đương nhiên là 11 Pro là một sự nâng cấp đáng để cân nhắc vì giá đang rất ngon. Trước tôi mua hai mấy củ, giờ còn có 7 củ tùy loại, bán lỗ loi mắt nên thôi vẫn dùng để hợp lý. Mọi nhu cầu của một người dùng cơ bản thì vẫn sẽ được đáp ứng mượt mà trên iPhone
iPhone 11 Pro. Chắc là phải cỡ 2-3 năm nữa cơ thì bắt đầu đơ đơ. Khi mà dùng tác vụ cơ bản cũng chả đơ đâu. Con SE này còn chưa đơ thì con 11 Pro còn lâu lắm. Các bạn thấy nghĩ sao về iPhone 11 Pro năm 2023 rồi, nó còn ngon không hay là lởm rồi? Hãy cùng để lại ý kiến trong phần comment. Tôi là Linh, đừng quên đăng ký người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.